Tập đoàn Lightwave đã có mặt trên thị trường hơn 15 năm qua với các dòng sản phẩm miếng dán trị liệu khác nhau mà đã mang dấu ấn lớn trong lịch sử của ngành healthcare and wellness. Đã được các vận động viên Olympic sử dụng và lập nhiều kỷ lục mới. Vì thế có nhiều vận động viên khác nổi tiếng trên thế giới cũng rất ưa chuộng. Chẳng hạn như các miếng dán được thiết kế để tăng lực, tăng thể chất, cải thiện hiệu suất thành tích thể thao, cải thiện sự tập trung tinh thần chống lão hóa, vân vân. Miếng dán trị liệu Axtordinai là một phát minh mới nhất của tập đoàn Lifewave. Khác với các miếng dán trước đây, Axtordinai sẽ giúp nâng cao các hợp chất tự nhiên trong cơ thể mà thông thường sẽ bị suy giảm theo tuổi tác. Axtordinai hoàn toàn khác biệt với bất kỳ miếng dán nào trước đây của chúng tôi và là thế hệ thứ ba của Lifewave, là sản phẩm quan trọng nhất. Tại sao mọi người gọi Axtordinai là miếng dán kích hoạt tế bào gốc? Bởi vì miếng dán này được thiết kế để nâng cao peptide, mà trong khoa học peptide được biết là một tố chất có thể kích hoạt tế bào gốc sẵn có trong cơ thể của người sử dụng để phát triển chúng thành tế bào mới, trẻ, khỏe, thay thế cho các tế bào đã lão hóa hay bệnh tật. Hiệu quả của việc sử dụng miếng dán này chắc chắn là rất đặc biệt mà không có bất kỳ một sản phẩm nào trong ngành healthcare and wellness có thể làm được. Vì Axtordinai không chứa hóa chất, không thực phẩm dinh dưỡng, không thuốc nên không phải uống hay ăn, vì thế không bị ngán và cũng không bắt cái hệ thống tiêu hóa phải làm việc nên chắc chắn là không có phản ứng phụ. Vì điều này mà mọi người yêu thích sử dụng Axtordinai và cũng không có một sản phẩm nào trên thị trường có thể cạnh tranh được. Bạn có thể cảm nhận được điều này ngay từ những ngày đầu tiên sử dụng. Thực tế thu về từ 80 thử nghiệm lâm sàng và hàng loạt các trải nghiệm thực tế của khách hàng trên 100 nước trên thế giới cho thấy rằng Axtordinai có thể đem lại các lợi ích sức khỏe theo trình tự như sau. Trong vòng vài ngày đầu sử dụng miếng dán Axtordinai thì sẽ giúp tăng cường chất chống oxy hóa, giúp detox antioxidant, có nghĩa là detox các chất độc hại trong cơ thể của chúng ta nhiều năm qua, rồi anti các cái chất là oxy hóa, thì cái điều này sẽ cải thiện được năng lượng trong cơ thể của chúng ta, làm cho ta cảm thấy phấn chấn, dồi dào năng lượng cho một ngày mới và không còn cảm thấy mệt mỏi nữa. Kế đến là sẽ làm giảm các chứng đau nhức lặt vặt hay các chứng đau lưng, đau khớp, đau chân, kinh niên không rõ lý do ở người lớn tuổi. Thì cái việc dán Axtordinai sẽ làm giảm đau gần như ngay lập tức, cải thiện được cái tình hình vận động hay tình hình sức khỏe tổng thể của người lớn tuổi. Vì kinh nghiệm thì các bà dì của mình ở nhà là trên 70, 73 tuổi, nhưng mà họ cũng có những chứng đau như vậy, nhiều khi ngủ thức dậy là không ngồi dậy được, không rõ lý do. Thì khi mà từ ngày sử dụng Axtordinai thì họ có thể tự ngồi dậy được, buổi sáng cảm thấy khỏe mạnh, rồi đi làm vườn không có đau nhức nữa. Cho nên là các dì của mình rất là thích. Sang tuần thứ hai, bắt đầu tuần thứ hai có nghĩa là ngày thứ 7, thứ 8 á, thì cái việc dán Axtordinai sẽ giúp cải thiện được chất lượng và thời lượng giấc ngủ. Hầu hết mọi người sử dụng Axtordinai đã cho chúng tôi biết á, thì họ đã cảm thấy giấc ngủ rất sâu và lâu hơn. Điều này trong các thử nghiệm lâm sàng của chúng tôi cũng cho thấy là như thế. Chính vì vậy mà khi việc giảm cái tình sẽ làm giảm đi cái tình trạng căng thẳng thần kinh, dần dần theo thời gian á, sử dụng lâu dài thì sẽ loại bỏ được chứng trầm cảm, tật đãng trí, rồi từ từ hồi phục được trí nhớ. Tiếp theo là khi bạn sử dụng sau 3 đến 4 tuần, có những trường hợp á, nó đến tới tuần thứ 12, nhất là những trường hợp cho người lớn tuổi, thì mình sẽ thấy được cái hệ thống tế bào gốc trong cơ thể được kích hoạt trở lại, tăng cái khả năng sản xuất collagen là một cái loại protein dồi dào nhất trong cơ thể của chúng ta, mà không chỉ nằm ở trong da, mà thực chất đây là cái protein này nó nằm khắp mọi nơi trong cơ thể của chúng ta. Thì lúc này bạn sẽ thấy rằng da sẽ căng lên, giảm sự xuất hiện của các nếp nhăn. Đồng thời á, có một số trường hợp mà thực tế người sử dụng đã báo cáo về á, là các cái rối loạn nhiễm sắc thể như
DNA á, sẽ làm cho cái da mình nó bị khô ráp, là giống như là eczema mà như tiếng Việt mình gọi là vẩy nến. Thì sau 2 tuần 3 tuần sử dụng là họ da của họ trở lại rất là tốt, tốt hơn so với trước đây như các bạn thấy trên hình ở đây. Riêng chị của mình thì bị bạch tạng, thì chị xài cho đến cái tuần thứ 8 là khoảng 2 tháng á, thì các cái dấu trắng do là sau khi mổ ung thư của phụ nữ gì đó thì sẽ bị rối loạn cái tiết tố trong người á, là chị bị bạch tạng. Thì sau 8 tuần sử dụng chị thấy các cái bạch tạng trắng nó sẽ mờ đi dần, nó match lại với cái skin bình thường và nó nhỏ dần trở lại. Tiếp theo thì các cái việc mà kích hoạt, khi mà tế bào gốc nó kích hoạt trở lại á, thì nó cũng làm mờ đi các vết thẹo lâu năm. Cái này là trong thử nghiệm lâm sàng thấy như vậy. Thì mình có một khách hàng là họ chỉ bị phỏng bô xe 15 năm rồi, thì cái vết sẹo nó cũng khá là lớn, nhưng chị cũng xài tới khoảng tuần thứ tư thứ năm là các vết sẹo nó bắt đầu mờ đi, nó gần như là mờ hẳn. Riêng với những cái vết sẹo mới từ những vết thương mới á, thì nó có thể dễ xóa đi nhanh hơn. Như các bạn thấy ở trên hình đây là các cái người sử dụng Exterinite đã gửi về thì chúng tôi đã thu thập được. Một trong những điều nữa mà tế bào gốc có thể làm là sửa chữa những tổn thương cho cơ thể, mà thì đây là một cái việc sửa chữa tự nhiên trong cơ thể của mỗi chúng ta. Khi còn trẻ thì các vết thương hoặc là khi ta bị bệnh sẽ rất là dễ lành. Ngược lại, ngoài 40 tuổi thì các vết thương sẽ khó lành hơn, hoặc khi ta bị bệnh thì cũng rất là khó lành, vì khi đó là hệ thống tự sản sinh lại tế bào gốc hoạt động yếu đi. Nên cái việc dán Exterinite sẽ hỗ trợ các tế bào gốc này tập trung vào các vị trí chấn thương, giúp sửa chữa vết thương một cách nhanh chóng như khi ta còn trẻ. Giờ thì trong những cái testimonial, có nghĩa là những cái trải nghiệm thực tế, thì những người trẻ bị các vết thương nặng thì khi dán Exterinite trong vòng 5 ngày thì nó có thể lành nhanh hơn. Hoặc là các vết thương sâu thì có thể mất đến 8 ngày. Exterinite cũng giúp tăng được hiệu suất và thành tích thể thao. Vì khi chơi thể thao hay tập gym, có nghĩa là mình vận động mạnh á, thì nó dễ gây tổn thương là nội chấn thương á, thì Exterinite sẽ giúp tăng cái chất chống oxy hóa, thì làm cho cơ thể mình khỏe hơn, dẻo dai hơn, năng động. Nên khi vận động mạnh sẽ không mệt, và khi bị nội chấn thương á, thì các cái tế bào gốc nó sẽ tập trung vào những cái vết thương này để nó giúp hồi phục cái nội chấn thương rất là nhanh. Thì ngày xưa, có nghĩa là trước đây khi mà Lifeway chưa có sản phẩm Exterinite, thì có một cái sản phẩm khác, cái miếng dán tăng lực. Vì trong thể thao á, người ta không có cho tăng lực bằng chất kích thích, cấm. Còn nếu mà các vận động viên á, họ muốn cho tình hình sức khỏe họ tốt thì họ cũng không có muốn uống Respo nhiều, tại vì nó rất là chứa một lượng đường rất lớn. Vì thế mà David Beckham hay là những vận động viên Olympic trước đây rất là yêu chuộng cái miếng dán tăng lực của Lifeway. Thì hôm nay Exterinite, cái miếng dán Exterinite cũng hàm chứa được cái khả năng tăng lực đó. Vì thế mà nó hỗ trợ trong hoạt động thể thao rất lớn. Một lợi ích lớn khác mà Exterinite mang lại là tăng trưởng lông tóc, có nghĩa là giúp cho lông với tóc mọc nhiều hơn. Cái việc này thì chưa có được chứng minh trong các thử nghiệm lâm sàng, chúng tôi còn đang nghiên cứu. Nhưng có rất là nhiều khách hàng báo cáo về là họ trải nghiệm thấy tóc của họ ngưng rụng và sau 2 tuần sử dụng Exterinite, và dần dần được mọc dày hơn sau 4 tuần sử dụng. Vì vậy có lẽ cái việc ngưng rụng tóc này á, theo theo mình nghĩ á, là do khi dán Exterinite sẽ tăng cái chất chống oxy hóa ở phần da đầu, thì vì thế nó sẽ ngưng rụng tóc. Rồi đến khi mà nó kích hoạt được cái tế bào gốc ở phần da đầu phát triển trở lại á, thì sẽ làm tóc mọc nhiều
tóc trở nên trẻ khỏe trở lại, nghĩa là tóc mọc khỏe và màu tóc nó trở lại giống như cái màu tóc ban đầu khi bạn còn trẻ. Bây giờ để tóm lại thì cái việc sử dụng Asterinide sẽ giúp được cơ thể mình tái tạo hoặc là cải thiện tình hình sức khỏe như thế nào trong vòng 365 ngày. Thì hiện nay các thử nghiệm lâm sàng của chúng tôi đang tiếp tục nghiên cứu thì thấy được cái tế bào của bao tử là nhanh được tái tạo nhất khi sử dụng Asterinide. Trong vòng 5 cho đến 7 ngày thì các cái tế bào hư hỏng ở thành bao tử, có những nghĩa là những người bị đau bao tử á, thì các tế bào hư hỏng này sẽ được remove và tái tạo lại từ bằng những tế bào mới rất nhanh, tại vì tế bào thành bao tử rất là dễ được tái tạo, 5 đến 7 ngày là bạn hết đau bao tử hẳn. Kế đến là tế bào của gan thận thì nó thời gian lâu hơn để tái tạo. Nó có thể đến từ 4 đến 6 tuần, thường thường 6 tuần là bạn sẽ thấy tốt hơn. Chẳng hạn như bạn hồi trước cái thận của bạn hoạt động yếu thì bạn hay mắc đi tè thường xuyên á, không 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 có kềm lại được á, thì khi sử dụng Asterinide sau 6 tuần là bạn thấy cái khả năng đó nó ngừng, nghĩa là bạn có thể hold được rất là lâu. Kế đến là da tóc. Da tóc thì đối với người trẻ thì khoảng 1 tháng là bạn thấy da của mình nó căng hơn, nó không có còn phụng phịu, giảm đi nếp nhăn rất nhiều, là vì khi tế bào gốc phát triển thì collagen nó cũng phát triển mạnh cho toàn cơ thể. Có thể chậm hơn đối với người lớn tuổi, nhưng với người từ sau 40 đến 55, 60 á thì nhanh lắm, trong khoảng hơn 1 tháng là bạn thấy rõ điều đó. Còn các cái bệnh do rối loạn nhiễm sắc thể là DNA chẳng hạn, như sau một quá trình điều trị bệnh gì đó mà tự nhiên cái sắc tố da của bạn bị rối loạn, sẽ làm bị bạch tạng hay vẩy nến rồi đó, hoặc là do các điều tiết hormone trong người mình thay đổi á, thì cái này thách khoảng 2 tháng là cái đốm trắng nó sẽ nhỏ lại, nó mờ đi. Còn vẩy nến thì nhanh hơn các bạn, tùy theo từ cơ thể của mỗi người. Còn về xương, xương thì theo 5 tháng cũng vậy, mình uống nước với mình ăn thức ăn có nhiều axit nó sẽ vào nó ăn mòn xương đúng không? Hoặc là khi càng lớn tuổi, xương của mình nói một từ dễ hiểu là mục, thì cái luồng ánh sáng mà Asterinide tạo ra đó nó cũng có thể đi thẳng vào tế bào xương để nó kích hoạt các cái tế bào gốc của xương nó phát triển trở lại. Thì tới cái tháng thứ ba thứ tư thì bạn sẽ thấy được là mình bớt đi, cho nên có những trường hợp mà mình bị đau khớp xương mà nặng á thì là do những cái đầu xương nó bị mòn hay là gì đó. Thì cái này bệnh gout cũng vậy các bạn, thì là do mình ăn nhiều chất seafood, nhiều chất bổ dưỡng quá, nó có nhiều axit, chính vì thế mình bị gout hay đó. Quá trình tái tạo lại tế bào của xương á là Asterinide chỉ giúp rồi những cái tế bào gốc của xương, thì giống như là hạt mầm vậy. Tuy nhiên muốn xương được chắc khỏe thì bạn phải giống như bón phân vào, thì cái phân đó là gì, bạn phải uống sữa tươi hay là nạp ăn những chất giàu canxi vào, thì để cho những cái tế bào gốc rô thành những cái tế bào xương mới khỏe hơn. Kế đến là máu. Máu của mình thì 4 tháng 5 tháng, tại vì theo nghiên cứu thì khi chúng ta càng lớn tuổi thì chúng ta bị mất đi cái lượng nitric oxide ở trong máu, mất đi tới 85%. Mà tác dụng của nitric oxide này là nó để rửa sạch các cái chất cặn bã, canxi hay là mỡ nó bị động trong thành mạch máu. Nhưng khi càng lớn tuổi thì cái lượng oxide nitric này giảm đi. Khi dán Asterinide, cái luồng ánh sáng này nó sẽ tác động vào trong máu tạo lại cái nitric oxide. Thì đến khoảng 4 tháng thì bạn thấy là máu của mình nó trở nên được rửa sạch trở lại, là do cái nitric oxide này bắt đầu được phát triển trở lại, thì giúp rửa sạch các cái mỡ nhờn này. Thì cái thời gian sử dụng phải là 4 5 tháng, 4 5 6 tháng trở lên thì bắt đầu mình sẽ thấy là những cái chẳng hạn như cái cellular ở ngoài sau bắp đùi của mình nó sẽ có bắt đầu biến mất. Tới những cái bệnh tật liên quan đến phần não của chúng ta, đó là chẳng hạn như mất trí nhớ, hoặc là các bộ phận cơ thể nào trên người mình bắt đầu tê liệt đi, tế bào não rồi phục hồi, sau đó tế bào não này mới nuôi lại cái hệ thần kinh từ từ. Cái này nó rất là lâu, khoảng 1 năm sau thì bạn mới thấy tác dụng, là trí nhớ của bạn từ từ hồi phục trở lại, rồi các bộ phận có thể vận động trở lại, mình có cảm giác hơn.
thì cái này vẫn còn đang nghiên cứu. Nói chung là Exterdinai sẽ rất là tuyệt vời, bởi vì nó không phải giống như các cái loại thuốc khác là bỏ chất này vô, chất hóa chất này, chất thuốc này vô thì nó sẽ trung hòa được cái kia cái nọ, giống như là 1 cộng 1 bằng 2 hay là 5 cộng 5 bằng 10 gì đó. Thì cái này nó lại là chỉ là một cái luồng ánh sáng nó đi thẳng vào tế bào của chúng ta, nó kích hoạt các tế bào gốc, thì tùy theo từng cơ thể nó sẽ có phản ứng khác nhau. Thì có người nhanh, có người chậm, và tùy theo bao nhiêu cái vấn đề sức khỏe mà bạn đang mắc phải trong con người của mình nữa. Miếng dán này nó có thể là thông minh, có thể là bạn sẽ thấy là bạn đang cần sửa chữa phần đó, nhưng trong người của mình tiềm ẩn bên trong nó có nhiều cái vấn đề khác, thì tự động cái luồng ánh sáng nó sẽ tập trung đến những cái vấn đề đó, nó sửa trước rồi nó mới quay lại những cái vấn đề sau mà bạn thấy hiển thị bên ngoài. Cho nên là nếu mà không thấy tác dụng thì bạn cứ việc tiếp tục xài một thời gian sau. Nói chung là bạn xài khoảng từ 3-4 tháng trở lên thì mình sẽ thấy cái tác dụng, rồi tiếp tục xài lâu hơn. Thì như mình hiện nay từ lúc miếng dán ra đến bây giờ là cũng khoảng 8-9 tháng, thì mình thấy rõ ràng là cơ thể có thay đổi, cảm thấy trẻ trung hơn. Trên thực tế, cơ thể của chúng ta thông thường có khoảng 18 đến 19 nghìn gen mã hóa cho khoáng chất hay là protein. Mà khi lớn tuổi chúng ta bắt đầu mất khả năng này. Đó là một quá trình mà mặt di truyền được gọi là siêu meto hóa. Đơn giản có nghĩa là chúng ta không có thể truy cập thông tin về gen trong cơ thể của chúng ta nữa như khi còn trẻ. Mà trong các thử nghiệm lâm sàng hiện nay của chúng tôi, thì Exterdinai sẽ làm thay đổi được điều này, giúp hàng nghìn gen đọc được tín hiệu này và sẽ được hồi phục về trạng thái trẻ khỏe hơn. Khi đó chúng ta sẽ có một cuộc sống khỏe mạnh, dồi dào năng lượng như khi chúng ta còn trẻ. Để đọc thêm các trải nghiệm thực tế từ những người đã sử dụng Exterdinai thì các bạn nên vào trang web www.flywave.com của chúng tôi. Chúng tôi liên tục cập nhật trang web vào mỗi thứ hai và liên tục thu thập những trải nghiệm thực tế đến từ khắp nơi trên thế giới, không chỉ ở Hoa Kỳ là nơi mà Exterdinai được sản xuất. Chúng tôi còn thu thập những trải nghiệm từ Canada, Úc và nhiều nước châu Âu, Nhật Bản, Philippines, Việt Nam. Để biết thêm chi tiết, bạn hãy liên lạc với một trong những nhà phân phối của chúng tôi ở khắp mọi nơi trên thế giới hay người đã trực tiếp giới thiệu các sản phẩm của Lightwave cho bạn. Video này tổng hợp thông tin từ tất cả các bài viết cũng như lời thuyết trình trực tiếp của tiến sĩ khoa học David Smith, một nhà nghiên cứu sáng chế chính cho các sản phẩm miếng dán của Lightwave cũng như miếng dán Exterdinai. Ông cũng chính là người sáng lập kiêm giám đốc điều hành của tập đoàn Lifewave. Exterdinai là một miếng dán giúp kích hoạt các tế bào gốc sẵn có trong cơ thể của chúng ta để phát triển chúng thành các tế bào trẻ khỏe, thay thế cho các tế bào gốc đã bị lão hóa hay bệnh. Công nghệ mà chúng tôi sử dụng ở đây là hoàn toàn rất khác với cách khá tốn kém mà chúng ta thường nghe về tế bào gốc như việc tiêm, chích, cấy. Phương pháp của chúng tôi là tốt hơn, ít tốn kém và khác rất nhiều so với bất kỳ phương pháp nào mà bạn đã từng nghe trước đây. Thay vì ăn uống chất bổ sung dinh dưỡng, bắt hệ thống tiêu hóa làm việc để hấp thụ chúng hay cố gắng đưa các loại thuốc, hóa chất vào cơ thể qua các miếng dán sử dụng phương pháp thẩm thấu mà hiện nay đang có ngoài thị trường, thì chúng tôi dùng phương pháp không thẩm thấu, có nghĩa là không có bất kỳ thành phần hóa chất, thuốc hay chất bổ sung dinh dưỡng nào đi vào cơ thể của người sử dụng, mà chúng tôi chỉ dùng liệu pháp quang học tương tự như cách mà mặt trời khiến cơ thể chúng ta sản xuất vitamin D khi ta tắm nắng. Công nghệ của Lightwave sử dụng các bước sóng dài ngắn khác nhau của ánh sáng để tạo ra các miếng dán nhằm mục đích sức khỏe khác nhau. Thì Exterdinai giúp cơ thể chúng ta nâng cao chất gọi là peptide mà trong khoa học được biết như là chất kích hoạt tế bào gốc. Miếng dán Exterdinai được làm từ chất xơ chất lượng cao pha với các sợi crystal rất nhuyễn để ép mỏng như giấy và nó chỉ kích thích bề mặt da bằng ánh sáng.
Đây là công nghệ do tiến sĩ khoa học David Smith phát minh và được cấp bằng sáng chế. Hiện ông đang có khoảng 100 bằng sáng chế đã và đang được cấp trên toàn cầu. Vậy, sự quan trọng của ánh sáng và cơ chế của X39 hoạt động như thế nào? Như các bạn đã biết, từ ngàn xưa đến nay, ánh sáng luôn là sự sống cho toàn bộ hệ mặt trời của chúng ta. Einstein đã nói rằng mọi thứ chúng ta tạo ra đều chứa ánh sáng. Sự sống bắt nguồn từ mặt trời thông qua quang hợp. Cây cối và thực vật thu thập ánh sáng, trong khi đó tất cả các sinh vật sống lại phát ra ánh sáng. Cơ thể người thực sự cũng phát ra ánh sáng hồng ngoại có thể nhìn thấy được vào ban đêm. Vậy ánh sáng có nhiều tác dụng đối với cơ thể của chúng ta. Miếng dán X39 sử dụng ánh sáng và thân nhiệt để có thể kích thích khả năng kháng thể và hệ thống tự chữa lành bệnh tự nhiên của con người, hay tạo ra peptide để kích hoạt tế bào gốc sẵn có trong cơ thể của người sử dụng mà góp phần làm trẻ hóa tế bào. Cách thức hoạt động của X39 là khi miếng dán được dán lên da, khi đó ánh sáng hồng ngoại phát ra trong cơ thể được phản xạ ngược trở lại vào mô, truyền dẫn lên não bộ, kích thích các vùng đặc biệt của não bộ để phát ra dòng chảy năng lượng tự nhiên chảy ngược vào toàn thân, làm tăng khả năng tự chữa lành bệnh của cơ thể người sử dụng. Hãy xem tại sao điều này lại quan trọng ở cấp độ tế bào. Ví dụ, miếng dán X39 tạo ra dòng chảy năng lượng tốt vào cơ thể, thì nguồn năng lượng này sẽ giúp chống lại các phân tử oxy hóa, một nhân tố mà đã gây tổn hại tế bào hay là làm lão hóa tế bào. Vậy, khi đó cơ thể được kích thích thông qua một liệu pháp quang học từ miếng dán thì sẽ giải phóng được chất chống oxy hóa. Khi đó, các phân tố gây tổn hại tế bào sẽ ngay lập tức được trung hòa một cách tự nhiên và miếng dán trị liệu X39 lại liên tục thúc đẩy môi trường bên trong cơ thể, cho phép cơ thể tối ưu hóa khả năng tự phục hồi để đem lại các lợi ích sức khỏe cụ thể khác nhau mà không cần sử dụng thuốc hoặc bất kỳ một loại hóa chất gây hại nào.